bác sĩ không công bằng gì cả, cứ cứ đổi cho đàn ông dùng app hẹn hò. Chứ hôm nọ tôi phát hiện ra vợ tôi cũng dùng app hẹn hò. Thì cái nào nó cũng có cái ngoại trừ của nó đúng không? Cả nam và cả nữ chúng ta đều có cái nhu cầu được sống hạnh phúc. Có nghĩa là khi mà cơ thể của chúng ta, tâm hồn của chúng ta hiện tại bây giờ nó không hạnh phúc, thì cơ chúng ta sẽ có cái mong muốn là chúng ta sẽ đi tìm cái gì đấy mang lại hạnh phúc cho mình. Khi cái cuộc hôn nhân hiện tại nó không mang lại hạnh phúc thì chắc chắn là không sớm gì muộn thì cũng sẽ có mon men đi tìm những cái khác để mang lại cho mình hạnh phúc. Con người của chúng ta đến với cái thế giới này kiểu gì cũng mong muốn được hạnh phúc thôi, và khi nó không có đủ thì trước sau gì nó cũng sẽ xảy ra vấn đề. Thì mọi người sẽ phải xem lại là mình đang đối xử với vợ như thế nào, tại sao vợ mình của mình lại sử dụng cái app như thế. Nhưng với quan điểm cá nhân, với những cái tìm hiểu về tâm lý học thì bác sĩ Hoa kết luận như thế này: nhiều khi chị em phụ nữ muốn duy trì một cái cuộc hôn nhân hoặc là bước vào một cuộc hôn nhân thì đa phần đã dùng tất cả toàn bộ tâm tư tình cảm của mình cho cái cuộc hôn nhân đấy. Nếu như mà kể cả nó không tạo ra thực sự cái mong muốn, cái bản thân của người phụ nữ đấy mong muốn về cuộc hôn nhân, thì các chị ấy vẫn mong muốn là có thể sửa chữa được, có thể fit lại được, có thể hai người ngồi lại với nhau để cùng sửa chữa. Và nếu như chẳng may mà các chị ấy có tìm một cái app hẹn hò nào đấy thì đơn giản chỉ là cái muốn nói ra được những cái uất ức ở trong lòng, những cái mà không hài lòng ở trong lòng đối với một người lạ, một người không phán xét, một người không biết rõ về cái hiện tại như thế nào, để có thể tâm sự, để có thể giải bày, để giải phóng cái sự bức xúc trong người. Nhưng các anh mà đã dùng app hẹn hò thì trong đấy thường nó sẽ kèm theo với cái mong muốn khác, đặc biệt là mong muốn về chuyện tình dục. Có nghĩa là các anh sẽ mong muốn là đầu tiên là nói chuyện, là khơi gợi, rồi là để tán tỉnh thôi, nếu như mà được, nếu mà rộng mỡ mà dâng miệng mèo là các bạn vẫn ok. Và cái này thì bác sĩ Hoa rất nhiều lần phân tích rồi ấy, là đối với các anh, nếu mà các anh có ngoại tình thì nó chỉ đa phần là cái việc các anh không được tôn trọng và đặc biệt là thiếu về vấn đề tình dục, chứ nhiều khi nó cũng không có cái vấn đề về tình yêu ở trong đấy. Nhưng đã là phụ nữ khi lúc mới đầu chỉ là trò chuyện, là thông cảm, là có thể chia sẻ, nhưng khi mà nó đã có xuất hiện sự ngoại tình ở trong đấy thì nó là có tình yêu ở trong đấy, và sẵn sàng bỏ lại cái gia đình, bỏ lại anh ấy, bỏ lại các anh và đi theo cái tiếng gọi của tình yêu. Còn khi các anh có ngoại tình thì đa phần các anh sẽ vẫn bảo vệ cái gia đình của mình. Đấy là cái sự khác biệt giữa hai giới. Còn cái việc giới nào cũng đều có nguy cơ để ngoại tình hết, bởi vì không hạnh phúc thì chúng tôi sẽ đi tìm những cái chỗ khác để cho mình hạnh phúc hơn. Nhưng khi mà phát hiện ra đấy thì đúng là mình sẽ cảm thấy rất là nổi điên, nổi máu lên đúng không? Ai cứ rơi vào trong tình trạng đấy, kể cả còn tình yêu hay không tình yêu thì đều nổi máu lên, bởi vì đơn giản là mình đang bị phản bội đúng không? Nhưng cũng sẽ phải cảm ơn cái việc mà mình phát hiện ra cái app đấy. Nếu như cái gia đình đấy còn đáng để mình có thể ngồi lại với nhau, đáng để mình có thể duy trì, thì mình sẽ tìm cách. Và đấy là cái bước đầu, là ít nhất là có cái đấy để báo hiệu rằng cái cuộc hôn nhân của mình nó đang không ổn. Còn nếu như mà nó đã đến mức mà mọi người không thèm quan tâm, rồi cái kiểu vợ mình hay chồng mình có cái app mình cũng không quan tâm, thì đấy là cái lúc mà nó ở bên bờ vực rồi, và cái việc chia ly nó là sớm muộn thôi.